những cái cành cây này. Đó, bây giờ cắt này, đây là cứ nhỏ nhé các bác. Đó, cắt rất là ngọt luôn, ngọt như miếng lùi luôn. Và cắt như kiểu cắt bún các bác, không hề đau tay. Đó, cái cò bấm này thì nó trợ lực rất là nhiều rồi. Nói chung là chúng ta chỉ cần bấm nhẹ một cái là được thôi. Đấy, đấy. Vết cắt thì nó rất là đẹp luôn, nó không bị giờ, nói chung là nó không bị kiểu dây ra các bác nhé. Đấy, nó thẳng, rất là thẳng luôn. Đó, được chưa? Và bây giờ đến những cái đoạn mà nó lớn hơn, những cái cành lớn hơn thì chúng ta có thể mở cho nó rộng ra một chút. Đó, đây nhá, em cắt những cái cành lớn hơn cho các bác xem. Đó, được chưa? Chúng ta mở cái lưỡi nó rộng ra, cắt ngọt như bún luôn. Đây, cái con này rất là dày nhá các bác, em cắt cho bác xem. Được chưa? Đó, rồi, được chưa? Rồi. Xin chào các bác nhé, hôm nay bên em xin giới thiệu đến các bác cái mẫu cắt cành chạy bằng pin của thương hiệu Ucan. Thì con này nó sẽ có 2 pin 5 cell và kèm theo là một cái sạc chân cắm. Con này thì nó sẽ phù hợp cho các bác nào mà chúng ta nhà có cây cành này, hoặc là các cái cây ăn quả chúng ta phải sử dụng những cái cưa, hoặc là chúng ta sử dụng những cái kéo mà chạy bằng cơ ấy. Bóp bằng cơ này thì nó khá là đau tay đúng không? Mà chúng ta làm nhiều thì nó không hiệu quả bằng đấy. Chính vì thế nên là bên em đã về cái con cắt cành, cái model này là model lớn các bác nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái thông số kỹ thuật cũng như là cái model của nó các bác nhé. Con này thì nó sẽ có model nó hơi là dài một chút, thì em chỉ đọc mấy cái số cuối thôi. Đây là PRBL 404 L các bác nhé. Thì chúng ta cứ đọc là 404 L. Đấy, con này thì nó sẽ chia 2 model là model lớn và một model nhỏ. Thì em giới thiệu cái model lớn này trước cho các bác. Và con này thì nó sẽ có công suất là 21V, sử dụng 21V, và cái phần lưỡi tối đa nó mở ra được tối đa nó sẽ là 60mm. Đó, 60mm thì tương đương với lại là 6cm các bác nhé. Và nó cắt được những cái cành khoảng tầm 4mm, là 4,2mm các bác nhé. Và trọng lượng của nó thì chỉ có là 1,05kg, có nghĩa là chưa đến 1 cân mốt các bác nhé. Thì chúng ta sử dụng kéo cái này rất là hay. Trên đây thì nó cũng sẽ có logo thương hiệu dập nổi của thương hiệu Hukan. Và nó sẽ có đồng hồ trên này, thì nó sẽ là đồng hồ để nó báo pin và nó báo số lần chúng ta cắt nhé, nó đếm số lần chúng ta cắt. Và bây giờ thì khi chúng ta muốn mở cái này lên, chúng ta chỉ cần bóp cò này. Đó, bóp và giữ một chút, nó thì nó sẽ báo đó các bác nhé. Và khi chúng ta muốn tắt nó thì chúng ta cũng chỉ cần bóp và giữ, bóp cò một chút, giữ thì nó sẽ tắt. Đó, được chưa? Nó báo như vậy thì nó sẽ tắt. Và trên đây thì nó sẽ có cái cấp điều chỉnh ở đây. Đó, thì là cái này thì nó sẽ có 2 cái cấp điều chỉnh lưỡi, có nghĩa là một cữ để chúng ta cắt những cái cành nhỏ và một cữ để chúng ta cắt những cái cành lớn. Và bây giờ thì em sẽ đây, trước khi ấy thì em cho các bác xem qua một chút nhé. Đó, được chưa? Cầm thì nó khá là vừa tay, vừa vặn tay. Đó, được chưa? Bao bọc bởi lớp cao su phía ngoài, chúng ta cầm nó đỡ bị chân tay. Và con này khi chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ cần sạc pin, và lâu lâu thì chúng ta sẽ tra cho nó một ít dầu vào đây, dầu thải xe máy hoặc là dầu máy khâu để cho nó trơn tru cái đoạn này. Khi chúng ta sử dụng xong thì chúng ta vẫn phải lau chùi như là chúng ta dùng những cái kéo khác đấy, lau chùi rửa đó, các bác nhé, để cho nó được bền nhé. Đó, được chưa ạ? Và bây giờ thì em sẽ test luôn cho các bác xem. Đấy, chúng ta bấm và giữ cò cho nó mở ra. Rồi, ok, đây là cái cấp mở rộng nhất này, mà chúng ta muốn cho nó hẹp lại thì chúng ta bấm một chút. Đấy, đây chúng ta sẽ bấm ở phía dưới đây. Đấy, bấm một cái cộng trừ dưới đây. Đấy, thì cái cữ của nó sẽ vào ngắn hơn một chút. Và bây giờ em sẽ test luôn cho các bác xem nhé. Đây là những cái cành cây này. Đó, bây giờ em cắt này. Đây là cữ nhỏ nhé các bác. Đó, cắt rất là ngọt luôn, ngọt như mía lùi luôn. Và cắt như kiểu cắt bún các bác ạ, không hề đau tay. Đó, cái cò bấm này thì nó trợ lực rất là nhiều rồi. Nói chung là chúng ta chỉ cần bấm nhẹ một cái là được thôi. Đấy, đấy. Vết cắt thì nó rất là đẹp luôn, nó không bị giờ, nói chung là nó không bị kiểu dây ra các bác nhé. Đấy, nó thẳng, rất là thẳng luôn. Đấy, được chưa? Và bây giờ đến những cái đoạn mà nó lớn hơn, những cái cành lớn hơn thì chúng ta có thể mở cho nó rộng ra một chút. Đó, đây nhá, em cắt những cái cành lớn hơn cho các bác xem. Đó, được chưa? Chúng ta mở cái lưỡi nó rộng ra, cắt ngọt như bún luôn. Đây, cái phần này rất là dày nhá các bác, em cắt cho các bác xem. Được chưa? Đó, rồi. Yeah. Rồi em sẽ cắt thử thách nó cắt những cái to hơn. Đây, cái cành này vừa nãy em có test thử rồi, em cắt luôn cho các bác xem này, rất là dày nhá, con này cực kỳ là to này, lưỡi của nó ngập lưỡi luôn, em cắt luôn này. Đó, đó, được chưa các bác? Được không? Đây, những cành rất là to, nhưng mà những cái cành mà nó to quá thì các bác nên sử dụng những cái cưa nhá. Đấy, cái cưa nhỏ nhỏ chúng ta cưa, còn cái này thì chúng ta cắt là những cái cành mà nó lại là cành như thế này chúng ta cắt vẫn tốt. Đấy, nhưng mà to hơn thì chúng ta hãy sử dụng những cái cưa. Mà con này thì nó sẽ phù hợp cho bác nào nhà có cây cối các thứ, cây cảnh hoặc là cây ăn quả hoặc cây sân vườn, đúng không ạ? Chúng ta mua về để cắt thì nó rất là tiện lợi và nó nhanh, vừa nhanh hiệu quả, sử dụng nó đỡ bị đau tay. Ok các bác, và vừa rồi thì em đã test thử cái con kéo cắt cành này chạy bằng pin này của Hukan cho các bác xem rồi. Và nó có một cái chức năng cực kỳ hay nữa, đó chính là khi mà chúng ta không sử dụng nữa mà chúng ta quên tắt, chúng ta chỉ cần để tầm khoảng 3 đến 5 phút thì máy nó sẽ tự động tắt để đảm bảo cái sự an toàn các bác nhé. Đấy, chính vì thế con này nó được trang bị rất là nhiều cái tính năng an toàn cho mọi người. Đúng không ạ? Khi mà nó có lực tác động vào thì kéo nó mới mở ra, và khi không có lực chúng ta để thì nó sẽ tự động tắt. Và bác nào quan và sản phẩm này thì bên em có bán cả thân nhé các bác nhé, cả thân máy. Ví dụ bác nào mà có pin rồi, có pin chân phổ thông rồi thì các bác chỉ cần mua cái thân máy của bên em thôi. Bên em có bán thân máy để cho các bác về sử dụng. Chúng ta tận dụng lại những cái quả pin chân phổ thông các bác nhé, chân M21. Bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ em qua số điện thoại hoặc Zalo 0982051388 để em hỗ trợ tư vấn cho các bác về sản phẩm các bác nhé.